Argentina trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng. Lauren đối đầu với Lionel Messi là ước mơ từ thời thơ ấu. Trước trận đấu giữa Argentina và Croatia, trung vệ Dejan Lauren thừa nhận anh rất háo hức khi có dịp so tài cùng Messi. Trên tờ Liverpool FC, Lauren tuyên bố sẽ làm tất cả để Messi chùng chân. Croatia biết cách đối đầu với đội bóng lớn và chúng tôi không hề ngại Argentina. Họ sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Messi. Dù vậy, hãy nhìn cách Alan ngăn chặn Messi cũng như Argentina. Tôi không hề e sợ khi đối đầu với anh ấy, anh nhấn mạnh. Roy Keane, Ronaldo ở một đẳng cấp khác so với Messi. Trên show truyền hình của kênh ATV Anh, Roy Keane khẳng định Ronaldo giờ đã ở một đẳng cấp khác sau khi tự hoàn thiện mình thêm những năm vừa qua. Cựu đội tuyển Manchester United cũng không ngần ngại khẳng định người đồng đội cũ đang là cầu thủ số 1 thế giới. Tôi cho rằng việc tranh cãi Ronaldo hay Messi là cầu thủ số 1 thế giới luôn hấp dẫn. Song trong 6 tháng trở lại đây, Ronaldo đã tự vươn lên chính mình để tới với một đẳng cấp khác hạng phần còn lại. Ken nói, sơ đồ chiến thuật của Argentina. Argentina sẽ đổi từ sơ đồ 4 hậu vệ thành 3 hậu vệ ở trận đấu với Croatia đêm nay. Marcos Rojo sẽ phải ngồi dự bị để nhường vị trí cho Mercado. Đội hình của Croatia, Mario Mandzukic sẽ là mũi tấn công cao nhất của đại diện châu Âu ở trận đấu đêm nay. Hỗ trợ phía sau anh là bộ ba tiền vệ Ivan Perisic, Luka Modric và Ante Rebic. 0:52, tấm banner gửi gắm niềm tin của người hâm mộ dành cho Messi cùng đồng đội Argentina vẫn chưa một lần bước lên đỉnh thế giới kể từ sau chức vô địch năm 1986 của thế hệ Maradona. 1:00, trọng tài người Uzbekistan Rahan Imatov nổi còi bắt đầu trận đấu. Croatia giao bóng trước. 5:00, Ivan Perisic soi trở khéo léo vượt qua trung vệ Mercado trước khi tung cú sút vào góc xa, nhưng thủ môn Vili Caballero đã kịp đổ người cứu thua cho Argentina. Khoảng trống mênh mông đã lộ ra ở hai hành lang cánh của Argentina. 12:00, cơ hội Messi băng xuống rất nhanh sau đường chọc khe bóng của Sergio Aguero, nhưng anh lại không thể dứt điểm. Ngay sau đó là cú dứt điểm căng của Massimiliano Meza, nhưng trung vệ của Dejan Lloren đã kịp lăn xả giải nguy cho khung thành của Croatia. 30:00, sai lầm của hàng phòng ngự của Croatia tạo cơ hội của Aguero dứt điểm vào khung thành bỏ trống, nhưng tiền vệ số 15 của Argentina lại đưa bóng ra ngoài một cách đáng tiếc. 32:00, Mandzukic thoải mái băng lên từ cánh trái đón đường treo bóng của Rebic, nhưng cú đánh đồng của anh lại đưa bóng đi chệch khung thành Argentina trong gang tấc. 39:00, liên tục là những pha nằm sân của các cầu thủ Argentina, thủ phạm là Ante Rebic với một pha giẫm giày lên chân đối phương, tiền vệ cánh của Croatia phải nhận thẻ vàng từ trọng tài chính. 45:00 đầu tiên diễn ra với tốc độ rất nhanh, khá nhiều cơ hội được tạo ra nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi. Hiệp 2 bắt đầu, 52:00, pha xử lý kỹ thuật của Perisic buộc hậu vệ Mercado của Argentina phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng từ trọng tài Imato. 53:00, nhận được chọc khe của Perisic, Angulo xoay người dứt điểm nhưng bóng đi quá nhẹ. 53:00, là tướng Caballero mắc sai lầm tai hại sau cơ hội cho Ante Rebic bắt von Linh tung lưới Argentina. Đến lúc này người hâm mộ mới thực sự nhớ về Sancho Romero, thủ môn dính chấn thương chỉ vài ngày trước khi World Cup diễn ra. 57:00, người hùng Ante Rebic rời sân nhường chỗ cho Ramirez. Bên phía Argentina, Zidane Van Von vào sân thay thế vị trí cho Eduardo Sovio. 62:00, các cầu thủ Argentina tỏ ra vô cùng khẩn trương trong những đợt lên bóng, nhưng lúc này Croatia đã dồn toàn bộ đội hình về phần sân nhà để bảo toàn cách biệt mong manh. 64:00, Matt Meza băng vào dưới điểm cận thành xa đường căng ngang của Higuain, nhưng vẫn chưa thể vượt qua được thủ thành Sobasic, thủ môn thuộc biên chế Manoco đã kịp thời khép góc cứu thua cho Croatia. 66:00, Croatia có câu trả lời bằng một pha băng cắt và dứt điểm ở cự ly gần xa đường chuyền Salico, nhưng bóng đi chạy khung thành Argentina trong gang tấc. 67:00, hậu vệ Salico nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với cầu thủ số 8 bên phía Argentina, Marcon Acuna. 80:00, Luka Modric đặt dấu chấm hết cho nỗ lực của Argentina bằng một siêu phẩm xuất xa từ khoảng cách 25m. Caballero đã bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể cứu thua cho đại diện Nam Mỹ. 85:00, Otamendi nhận thẻ vàng vì hành động thiếu kiềm chế. Anh cố tình sút trái bóng vào đầu của Ivan Rakitic.
Phút 86, cú đá phạt của Rakitic đưa bóng đi trúng điểm nối giữa xà và cột khung thành của Argentina, xíu nữa là đã có bàn thắng thứ 3 cho Croatia. 4 phút bù giờ là thời gian dành cho nỗ lực của Argentina. Phút 91, mạng lưới của Argentina một lần nữa rung lên, Rakitic thoải mái đệm bóng tung lưới Caballero sau đường chuyền dọn cổ của Cavaquid. Hết hiệp 2, Messi cùng đồng đội trải qua một cơn ác mộng tại sân vận động Nini Nogoro để đối thủ chọc thủng lưới đến 3 lần. Thầy trò của Sampaoli tự làm khó mình ở lượt trận cuối cùng gặp Nigeria. Một Argentina triệu rã cả về lối chơi lẫn tinh thần đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước Croatia. Những sai lầm cá nhân và chiến thuật khiến cho đồng quân của huấn luyện viên Sampaoli đứng trước nguy cơ phải chia tay World Cup 2018 ngay từ vòng bảng. Sơ đồ 3-4-3 của huấn luyện viên Sampaoli bộc lộ nhược điểm lớn ở hai hành lang cánh, cộng với sự thiếu ăn ý của bộ ba hậu vệ. Khung thành của Caballero thường xuyên bị đặt trong tình trạng báo động trước sức ép từ các chân sút bên phía Croatia. Khá nhiều cơ hội ngon ăn được cầu thủ hai đội tạo ra, nhưng đều không thể tận dụng để mở tỷ số ở hiệp đấu đầu tiên. Trong khi Messi còn chưa tìm được phương án xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của Croatia, thủ môn Vili Caballero mắc sai lầm nghiêm trọng, biết không cho Ante Rebic bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 53. Đôi chân của các cầu thủ Argentina trở nên nặng nề hơn sau bàn thua không đáng có. Huấn luyện viên Sampaoli đã làm tất cả những gì có thể. Ông tung Higuain, Dybala vào sân nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ. Tấn công bế tắc, Argentina còn để thủng lưới thêm 2 lần ở cuối hiệp 2. Lần lượt, Modric, Rakitic làm rầu lòng Messi bằng một siêu phẩm và một cú đệm bóng cẩn thận ấn định cho thắng lợi tưng bừng. Kèm theo đó là tấm vé vào vòng 16 đầu World Cup của Croatia. Thua 0-3 trước Croatia, Argentina sẽ phải cầu nguyện cho Ireland không thắng Nigeria vào ngày mai. Như đội tuyển xứ băng đảo đánh bại, đại bàng xanh giấc mơ chinh phục cúp vàng thế giới sẽ khép lại với Messi ngay từ vòng bảng. Argentina thua 0-3 Croatia, Messi không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội. Messi lại làm gì với tinh thần của mình vậy? Một cái ôm trán ngay lúc hát quốc ca, trong khi cái đầu cúi xuống, đôi mắt vô hồn biến mất sau những ngón tay. Tiếng còi khai cuộc còn chưa cất, đã có người lường trước về tương lai u ám của Argentina rồi. Messi đỉnh đạt trưởng thành ở Barcelona không khác gì một đứa trẻ. Trở về Argentina, anh đã phải khóc, đã phải cầu xin để được tự giả rồi lại quay lại, tiếp tục cứu rỗi và bắt đầu một chu trình đã thất bại không biết bao nhiêu lần. Giống như LeBron ở năm 2015, một mình Messi đã gồng gánh Argentina tới World Cup 2018. Ở trận đấu cuối cùng, vòng loại khu vực Nam Mỹ trước Ecuador, không có hat-trick của Messi, chẳng biết những vũ công tango đang ở đâu trong mùa hè này. Argentina rơi vào cảnh ngặt nghèo, Messi đã cứu được, nhưng El Fuga không thể cứu mãi được, một đội bóng chỉ biết nhìn về phía mình mỗi lúc lâm nguy. Một tập thể đổ nát. Nếu một người có thể làm thay cả một tập thể thì sao? Điều khiến cho Messi hay LeBron khác biệt so với những đồng đội của mình là họ đã tiến lên quá nhanh. Họ đều có thể trở thành người ghi bàn nhiều nhất hay người kiến tạo nhiều nhất. Vấn đề chỉ là điều họ cảm nhận trong từng khoảnh khắc. Với một người có thể trả lời một câu hỏi khó của hàng thủ đối phương thì làm sao phải phức tạp vấn đề bằng cách chờ sự hồi âm của đồng đội. Ở Argentina, Messi phải sống trong một môi trường không có nhiều người cùng đẳng cấp. Khi anh có phong độ cao, mọi chuyện đều ổn, nhưng khi anh sa sút, sự cô đơn hiện rõ. Johan Cruyff từng nói thủ môn là công đoạn đầu tiên của dây chuyền tấn công và tiền đạo lại là nhân tố đầu tiên của quy trình phòng ngự. Nhưng ở Argentina, mọi thứ bung bét hết cả. Chưa đóng góp được gì cho tấn công, thủ môn Vili Caballero chuyển thẳng vào chân cầu thủ Croatia và những bàn thua đầu tiên. Tiền đạo Sergio Aguero thì mất hút khi tham gia Racing. Tiền vệ Xavier Mascherano không chuyển nổi một đường bóng cho ra hồn cùng trung vệ Nicola Otamendi giúp cho đồng đội bằng cách đá vào người Ivan Rakitic. Trong hiệp 1 trận gặp Croatia, không cầu thủ Argentina nào chuyền được quá 2 lần cho Messi. Ở trận đầu gặp Ireland, người ta nói Messi lùi quá sâu và không tạo được áp lực cần thiết về khung thành đối phương. Ở trận này anh đã đứng cao hơn, nhưng đồng đội thì chẳng hề có khả năng để tìm nổi anh, quả là bi kịch. John Sampaoli có khá hơn không? Ngoài việc nhăn nhó ngay từ đầu trận thì cởi áo ngoài ra là hành động duy nhất của ông. Sampaoli sợ hãi ngay từ khi tiếng còi còn chưa vang, lúng túng trong việc điều tiết Messi sao cho hợp dư luận và quên mất rằng mình còn nhiệm vụ với 10 người còn lại. Sampaoli luôn cố gào thật to
đừng dạy Messi chơi bóng tầm nhìn của anh ấy hơn hẳn chúng ta. Đáng tiếc cho Sampoli và đáng buồn cho Argentina, Messi đã không còn tâm trạng để cứu đội. Rốt cuộc vì sao Messi bị đầu trĩ đến thế dù bóng còn chưa lăn? Có vẻ anh đã sớm nhận ra rằng mình không phải là chống cho 11 người mà có khi 21 người. Messi vĩ đại, ngoài việc đi bóng qua đối phương còn phải học cách hiểu ý những đồng đội bắt tay của mình, làm tất cả trong 90 phút. Ngày này qua ngày khác, chắc chắn Messi chẳng muốn nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất.